Cả nhà ơi, trên tay em là mấy con đồng hồ cơ nha, từ 3 kim, 4 kim, 5 kim. Đó, nè, 4 kim nè. Rồi hả? Cơ nè, đầy đủ 5 tháng thứ ngày luôn. Đó, độc lạ luôn. Cơ trái đất nè. Đó, lộ cơ nè. Em quay hai con này trước cho cả nhà xem. Thì em đang có hai con nè. Đó, hàng niêu nha, hai con này là hàng niêu full bốc luôn. Size của nó 44 lận, niền trong xoay nha. Có cả có tay. Lịch có kính lúp, đằng sau lộ máy. Mặt trước là con này là thiên hà, con này là trái đất và mặt trăng nha. Nó độc lạ ở chỗ là nè, thấy không? Xoay nè. Đó, thì cái này là múi giờ thứ hai. Hoặc là nó chạy song song luôn. Con này cũng vậy. Thì con này full đen, con này thì màu trắng. Đó, dây trắng. Con mở ra cho nhà xem luôn nè. Đó, dây thép đúc nha. Thép không rỉ, đó ấn vô chạy nè, có tay nè. Rồi. Đây, con này cùng hãng nè, Dominic là của Nhật nha cả nhà. Thì con này chạy cơ chế 3 kim, 4 kim đĩa, 4 núm nè. Là có hai này để con này để xoay niền trong đó, con này như size 43 435, dây thép đúc, khóa bấm nhà hàng niêu nha, đằng sau lộ máy luôn. Con kia cũng vậy, thì cái nút này để bấm nhanh qua tháng, con này bấm nhanh qua ngày, nút này bấm nhanh qua thứ và qua năm là cả nhà. Đó, đây còn đây cơ Mỹ nè, relic size 42, lộ máy, chạy cơ chế 3 kim. Đó, đằng sau còn nguyên tem đáy nè. Con này 4 kim nè, cơ 4 kim nè. Size con này như là 45 luôn, 44 chứ. 44. Đằng sau lộ máy, máy Citizen 21 chân kính nha. Có tay. Rất là đẹp đó nha. Đó, cả nhà thích mẫu nào thì cứ eBay cho em. Đó, bảo hành đầy đủ. Cơ Nhật nè, đều có tay hết nha cả nhà. Đó, giá thì cực yêu luôn. Rồi, em mời cả nhà nha.